Nãy có mấy thằng người tốt mà cuối cùng đạp nhanh lên nó. Con để cái cạn tổng tốt luôn rồi thầy. Cái gì? Cái là lấy thẻ hả? Ờ, chút lại nha. Thằng này nó có kỹ thuật nhẹ nhàng. Đạp sát vô thành hồ, đạp mạnh lên Nguyên, đạp mạnh lên. Nhìn lên, bút lên. Thằng này nó có kỹ thuật hay quá. Thằng này được đào tạo mà. Thằng này đào tạo mà đại nó mới quá, mới phổ cập. Chưa mà còn 2 vòng nữa. Ăn nhau 2 vòng cuối á. 100m tuần hả? Ờ, 100m á. Thôi nổi không? Em xui. Còn vòng nữa mà yên tâm. Tới 75m là thằng nào cũng đuối hết á. Tăng tốc lên Nguyên ơi. Đeo xem xét chưa? Đuối rồi. Đuối rồi. Bước. Nguyên vòng còn 1 vòng nữa, tăng tốc lên. Đang thua là 2m, tăng tốc lên Nguyên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đứt mẹ nó lướt xe quá. Nhanh lên Nguyên ơi. Tăng tốc lên hết cỡ luôn. Kia nó giữ kỹ thuật tự động của nó ăn. Em mất có lứa tuổi.